Trong một gia đình thì hạnh phúc của người cha là khi cái lời ông nói ra mấy đứa con nó nghe, nó vâng và nó làm theo. Trong một công ty thì một đồng nghiệp cảm thấy được trân trọng khi lời mình nói ra được các đồng nghiệp khác nghe theo. Người giám đốc sẽ rất giận nếu như lời chỉ đạo của ông không được cấp dưới nghe theo, đúng không các anh chị? Lãnh đạo các quốc gia khi họp ở Liên Hiệp Quốc nếu lời họ phát biểu được các quốc gia khác đồng thuận, thì sự hợp tác, hòa bình, bắt tay với nhau mới diễn ra. Còn ngược lại, khi các quốc gia không còn tôn trọng lời của nhau nữa, thì nguy cơ chiến tranh trực chờ và sẽ xảy ra, vân vân và vân vân. Tôi trưng dẫn hàng loạt ví dụ để các anh chị thấy <laughs> là nhân loại dù là thuộc chủng tộc nào đi nữa cũng đều có một khát khao cháy bỏng là được người khác tôn trọng lời mình nói ra. Chiến tranh hay hòa bình, mâu thuẫn hay thân thiện, đánh nhau hay bắt tay, đa số đều khởi nguồn từ cái nền tảng này. Trong dòng dõi loài người có nhu cầu mạnh mẽ này là bởi vì chúng ta được đấng tạo hóa dựng nên ban đầu theo hình ảnh của Ngài. Trạng thái tốt đẹp của loài người ban đầu chỉ mất đi khi mà hai tổ phụ của loài người là Adam và Eva bắt đầu cãi lời của Thiên Chúa khiến cho mầm bóng của sự cãi lời bắt đầu len vào dòng dõi của loài người. Điều mà Thiên Chúa muốn loài người thực hiện theo để được cứu đó là sự vâng lời. Còn cãi lời của đấng tạo hóa thì Ngài đã thông báo trước hậu quả của hành vi đó. Chúng ta cũng nên lưu ý rằng đấng tạo hóa là Gia Vê Thiên Chúa không chỉ dựng nên loài người chúng ta mà còn có các thực thể linh trong linh giới nữa. Ngài cai trị không những là hạ giới mà ở trên thiên giới nữa. Tức là Ngài cai trị vừa thiên giới vừa hạ giới. Cho nên luật pháp Ngài ban ra vô cùng quan trọng để chúng ta vâng theo. Lời Ngài phán truyền phải là nền tảng để chúng ta được cứu chúng ta cùng suy ngẫm một tình huống như thế này một người cha dùng lời để dạy dỗ đứa con đẻ của mình như sau nếu con hổn với cha thì con phải xin lỗi cha đây là nguyên tắc thì sáng nay đứa nhỏ nó hổn và nó sắt láo kênh kiệu nói con không thèm xin lỗi cha bây giờ tới giờ con hẹn với đám bạn đi làm từ thiện rồi con đi đây thì cho dù nó có làm bao nhiêu việc tốt theo ý nó đi nữa mà nguyên tắc của người cha đưa ra nó không vâng theo, không nghe lời thì mọi việc nó làm đều không thể xóa lỗi hỗn láo với người cha được. Cho dù việc làm từ thiện của nó đó là được xã hội tôn vinh, được TikToker, YouTuber, Facebooker, livestream từng giây từng phút cũng không thể bù đắp cho sự ngoan cố không chịu xin lỗi bố đẻ của nó. Không chịu chấm dứt hành vi ngoan cố cãi lời của nó tương tự như vậy thì thiên chúa đã ra luật quy định mọi tội lỗi loài người phạm sẽ được tha nếu chịu vâng theo chương trình giải cứu thi hành án trên người con mà ngài đã chỉ định trả giá thay cho dòng dõi của loài người. Đó là phương pháp để loài người được giải cứu, không có con đường nào khác. Và ngài đã sai con của ngài dạy rất rõ ràng, con của ngài là Chúa Giêsu đó, đã phán dạy ở trong kinh thánh như thế này. Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai đến được với Cha. Chú ý, chẳng bởi ta thì không ai đến được với Cha. Cha ở đây chính là Thiên Chúa, gia về Thiên Chúa, Đấng tạo hóa của muôn loài. Chúa Giêsu được xác nhận là lời của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta cải lời thì không có sự cứu. Vì Đức Chúa Trời rất quan trọng lời của Ngài rất quan trọng sự vâng lời của chúng ta thậm chí kinh thánh còn xác nhận là sự vâng lời tốt hơn của tế lễ nữa ở trong kinh thánh thi thiên đoạn 138 câu 2 viết như thế này con sẽ hướng về đền thánh của chúa mà thờ lại cảm tạ danh chúa vì lòng nhân từ và đức thành tín của ngài vì chúa đã làm cho lời chúa và danh chúa được tôn cao hơn tất cả đó là Kinh Thánh sách Thi Thiên đoạn 138 câu 2. Chúng ta thấy rằng Chúa tôn cao lời của Chúa cũng như là danh của Chúa. Rất là quan trọng. Và cái điều đó chúng ta được thừa hưởng ở chính cái sự di truyền đó từ ban đầu của Ngài. Trong dòng dõi của loài người chúng ta thấy rằng cái khao khát chung của nhân loại đó là cái lời mình nói ra được người khác nghe. Nếu mà cái lời mình nói ra mà người khác không nghe là chúng ta khó chịu, thậm chí giận dữ và có thể xung đột, mâu thuẫn hay là trên bình diện quy mô lớn sẽ dẫn tới chiến tranh. Và chúng ta biết, chúng ta còn như thế huống chi là đánh tạo hóa. Kinh Thánh, Kịch Tăng ước Hebrew, đoạn 11, câu 3 chép như thế này. Bởi đức tin, chúng ta biết rằng vũ trụ đã được dựng nên bởi lời của Đức Chúa Trời. Đến nổi những vật thấy được hình thành từ những vật không thấy được. Hay là ở Kinh Thánh Thi Thiên đoạn 33 câu 6 chép như thế này. Các từng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va. Cả cơ binh trời bởi hơi thở của miệng Ngài mà có. Các chị thấy kinh khủng chưa? Tất cả những cái sự thật về việc hình thành nên vũ trụ này thì Kinh Thánh đều cho chúng ta biết rõ ràng, cụ thể ở từng địa chỉ, từng sách để chúng ta không có bị ngu ngơ, không có bị dụ nhưng mà khổ nổi là người ta không chịu đọc quyển kinh thánh để biết được sự thật nguồn gốc của muôn loại hay là và bởi vì không chịu tìm hiểu lời của đấng tạo hóa không chịu vâng lời như vậy cho nên người ta bị ma quỷ dụ và ma quỷ đó là những thành phần chống nghịch đức chúa trời có nhiều người hỏi tại sao đức chúa trời không xử lý ma quỷ để cho nó dụ loài người hoài tôi xin trả lời là đức chúa trời chưa xử lý chưa thi hành án chứ không phải là không. Trong tiếng Việt rất hay chữ chưa và chữ không mang ý nghĩa khác nhau. Sẽ tới một ngày phán xét mà Đức Chúa Trời đã định để Ngài phán xét cả thế gian này và Ngài sẽ xử lý ma quỷ những cái thành phần chống nghịch và những kẻ đi theo ma quỷ. Còn bây giờ chưa tới cái ngày đó thì chúng ta còn có cơ hội để ăn năn chấm dứt cái con đường sai trật đi theo cái con đường mà ma quỷ nó dụ con đường cãi lời, con đường không vâng lời. Ở sách thi thiên đoạn 107 từ câu 10 đến câu 15 chép như thế này. Những kẻ ở trong tối tâm và bóng sự chết bị khốn khổ và xích sắc bắt buộc bởi vì đã bội nghịch lời Đức Chúa Trời và khinh dễ sự khuyên dạy của đấng chí cao. Nhân đó, Ngài lấy sự lao khổ hạ lòng họ xuống. Họ vấp ngã, không ai giúp đỡ. Bây giờ trong cơn gian truân, họ kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan, rút họ khỏi sự tối tăm và bóng sự chết, cũng bẻ gãy xiềng của họ. Nguyện người ta ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người. Cái đoạn Kinh Thánh này được chép ở sách Thi Thiên, đoạn 107 từ câu 10 đến câu 15. Các anh chị có thể hay thắc mắc là có lúc tôi phát âm là Gia Vê Thiên Chúa, có lúc tôi phát âm là Jehovah Đức Chúa Trời. Thật ra hai danh xưng đó là một, chỉ là cái cách phiên âm của các cái bản dịch Kinh Thánh mà thôi. Sách của người Công giáo phiên dịch thì xưng danh của Ngài là Gia Vê Thiên Chúa, sách của người Tin lành phiên dịch thì xưng là Jehovah Đức Chúa Trời. Chúng ta xưng hai danh đó đều chỉ về một đấng tạo hóa mà thôi, chỉ là cái cách phát âm nó khác nhau do cái tác giả của cái bản dịch họ chọn cái cách phát âm nào. Ha, các anh chị, cho nên cái điều mà tôi muốn rất là ước ao trong cái video clip này gửi đến các anh chị đó là sự vâng lời. Chúng ta biết cái sự vâng lời rất là quan trọng mà vâng lời ở đây trước hết là vâng lời đấng tạo hóa. Mà lời của Ngài đã được chép rõ ràng ở trong Kinh Thánh cho Ngài không để mình tự mò mẫm, tự dò dẫm, tự sáng tác ra rồi mà đi theo không phải như vậy ngài có ban lời và hiện nay trên toàn cái thế giới này hầu hết các dân tộc trên thế giới đều có được bản dịch bằng tiếng mẹ đẻ của mình của quyển kinh thánh cho nên không có lý do gì mà chúng ta nói rằng chúng ta không biết được lời của thiên chúa ở trong kinh thánh lời của đấng tạo hóa quy định cho chúng ta là như thế nào chỉ việc là chúng ta mở ra đọc là chúng ta sẽ biết được mọi cái câu hỏi mà chúng ta thắc mắc ví dụ như chúng ta ở đâu tới, vũ trụ này được hình thành như thế nào, tại sao người ta nói nhiều thứ tiếng khác nhau, tại sao một tuần có 7 ngày, tại sao uh, con gà, con vịt hay là con mèo nó chạy ngang đó thì ai là tác giả đặt tên cho những con đó là con gà, con vịt hay là con mèo? Tất cả những cái vấn đề gì mà chúng ta thắc mắc liên quan đến loài người của chúng ta thì kinh thánh cho biết Thậm chí Kinh Thánh cho biết trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì, hiện tại đang xảy ra chuyện gì và tương lai sắp tới sẽ là chuyện gì. Tại sao chúng ta không đọc một cái quyển sách mà Đức Chúa Trời đấng tạo hóa ban cho nhân loại mà chúng ta mãi đi theo cái lý tưởng hư không, tự mình vạch ra cái con đường rồi vỗ ngực xưng tên là tự mình tìm ra hướng đi. Làm gì có chuyện đó, đi đó là đi tới chỗ chết, đó. đi đó là giống như mình chạy một cái chiếc xe mà không biết được cái điểm đến chính xác là ở đâu, rồi giữa chừng nó hết xăng, nó chết máy, nó ngã gục, nó té ngang đường, là coi như chúng ta mất cái cơ hội để tới được cái điểm mà mình đến. Nó vô cùng nguy hiểm khi chúng ta theo một cái lý tưởng nào đó, một cái triết lý nào đó mà chúng ta không biết điểm đến chính xác của cá nhân mình là ở đâu. Trong khi chọn để tin tưởng đấng tạo hóa thì điều đó vô cùng phước hạnh. Lời chỉ dẫn rất là rõ ràng và sự hứa của Ngài là chắc chắn. Và chúng ta chỉ việc nhận biết danh của Ngài và danh của con của Ngài cái tiêu chuẩn để được sự sống đời đời. Như trong những cái video clip trước tôi có nói đó Thậm chí bây giờ tôi làm cái video liên quan đến nội dung của ngày hôm nay Tôi cũng mặc cái chiếc áo Gia quê Thiên Chúa là cha của Chúa Giêsu Rất là rõ ràng và luôn luôn ở phía lưng áo là có cái dòng chữ sự sống đời đời là nhìn biết cha tức là Đức Chúa Trời có một và thật cùng Jesus Christ là đấng mà cha đã sai đến. Tôi vừa dùng lời nói của tôi, vừa dùng cái nội dung mà Chúa ban cho trong thông điệp để nói với các anh chị, vừa mặc luôn cái trang phục để kêu gọi các anh chị như vậy, kêu gọi đến sự phước hạnh, đến sự tha thứ, đến sự giải hòa trong cái mối quan hệ giữa mình với Thiên Chúa. Mà tại sao ngài giải hòa với mình lẽ ra là mình phải chịu chết đời đời đó là bởi vì con của ngài đã tình nguyện chết thay cho tội lỗi của chúng ta theo đúng cái chương trình cái quy định bảo lãnh của luật pháp của ngài. Cho nên chúng ta được cái ơn đó, chúng ta được cái món quà đó. Mà bây giờ chúng ta không nhận Chúng ta tự gồng lên, chúng ta tự xử, chúng ta tuyên bố là tự chúng ta làm ra, tự chúng ta phải trả Và tự chúng ta phải thực hiện cái việc mà nghĩ là sẽ tự giải cứu mình Làm gì có chuyện đó, cứ nhìn khắp cái vũ trụ này, nhìn khắp những cái quốc gia Nhìn khắp những nơi trốn nhỏ nhất nơi mình đang cư trú Nó luôn luôn có cái luật ở đâu cũng có cái luật cả loài người còn biết tạo ra luật để quản lý xã hội quản lý cộng đồng huống chi là đáng tạo hóa ngài lại không có luật để mà quản lý những tạo vật mà ngài đã tạo ra hay là sao và ngài dùng những cái tiên tri của ngài dùng những cái sứ đồ của ngài để công bố cái lời của ngài ra và thậm chí ngài ban luôn cái lời đó được ghi chép cẩn thận ở trong quyển kinh thánh ngài đã chọn một cái dân tộc để giữ gìn nó bằng máu và nước mắt bằng mạng sống để chúng ta có thể chạm đến lời của Ngài ngày hôm nay Ngài đã thực hiện hết tất cả những cái việc đó nhằm một cái mục đích duy nhất đó là giải cứu chúng ta vì tình yêu thương của Ngài Tôi hy vọng là các anh chị xem qua cái video clip này được đánh động, được khích lệ để tìm hiểu về đấng tạo hóa chứ đừng buông mình theo lý tưởng hư không chạy theo một cái trào lưu nào đó khiến cho ma quỷ nó cười cợt bởi vì nó lừa được trên quy mô lớn những người đã bị nó dụ. Tôi hoàn toàn không muốn cái điều đó xảy ra với các anh chị. Tôi muốn các anh chị được giải cứu, được phước hạnh, được ban cho sự sống đời đời khi cái thân thể sinh học này nó qua đi. Nguyện sinh gia về Thiên Chúa ban bình an của Ngài cho các anh chị nguyện sinh Chúa Giêsu là con của Gia Vê Thiên Chúa cầu thai cho các anh chị bởi vì Ngài chính là đấng bảo lãnh cho các anh chị nhờ dòng huyết báo của Ngài Amen